Hay quá. Lụm luôn. Lụm luôn. Lụm luôn, lụm hết, lụm hết, lụm hết. Đẩy vô xuồng đi. Một con cá. Nè, cái con đó là cá nhà ơi. Hay quá. Nên nó có chua gì cãi anh bậy đi. Ý. Cái tập đồ nhỏ nha, nghe chập 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 thì thấy nó rồi, nó muốn dai rồi mà ngược lại bắt được, ngược lại nó muốn gì đâu, nó chớ mấy càng đó đụng nó gọi nó bò liền luôn á. Ủa sao nó chớ là hay mày, con đi rồi đụng nó bắt được ngay chứ. Trời, nó chớ cho nó cái bụi này rồi. Con tên đầu tiên là cả nhà nha. Đây. Con tên đầu tiên là cả nhà nha. Lột lột cả nhà ơi. Sao lột cả nhà, mềm lắm. Mềm lắm cả nhà nha. Con tên đầu tiên nha. Lấy máy quay là mà rồi lấy máy đạp có. Đây nha. Đây các bạn. Con tên đầu tiên nha. Tôi lột cứ ừ luôn, cứ ừ luôn nè. Đây con tên thứ hai cả nhà nha. Vô tình luôn cái kiến rồi cả nhà. Quá rồi, quá rồi. Đây đây đây. Rồi, nghe thấy không? Tôm nha, tôm càng đâu mà nha, có càng sống đâu mà nha. Càng quơ quơ luôn rồi anh em. Thôi. Hay quá rồi chứ. Anh là chịu lai quá cái càng luôn các bạn ơi, con này càng sen nha các bạn. Quá hay con càng sen. Cái này cũng có lỗ á. Quá rồi các bạn ơi. Con chết rồi, nhảy kia luôn rồi. Ôi được cái hai cái càng. Ôi được có hai cái càng. Nó nhảy mất tiêu rồi cả nhà ơi. Nó búng ra mà lẹ lắm. Đưa nó vô. Rồi con cá rồi, con cá luôn. Giúp con cá luôn. Chả có con chui đít này cả nhà, có con chui đít đây. Vô này, vô này, vô này. Rồi. Rồi. Rồi, có con chui đít đâu rồi. Chui qua luôn hay vậy. Đây 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 đây. Đây. Còn không? Còn không? Còn còn. Đây cả nhà nha, đây con tiếp theo cả nhà nha. Quá. Con này là sống xịn sò nha. Xịn sò nha cả nhà nha. Xịn sò nha. Trời quá sò luôn. Có một cái nữa nè. Hay quá đẹp ơi. Đủ ngồi luôn cả nhà ơi. Đủ thứ luôn rồi. Qua đây. Đây 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 đây. Mini hả? Càng này mượn cái nhà nha, siêu to nha. Đó. Cái nhà thấy không, càng ngự ghê không, ghê không, cũng ghê không, con càng siêu to luôn nha cái nhà nha. Quá wow. Trời khung cảnh luôn các bạn. Cái cảnh già luôn nè. Dạ. Đây 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 đây. Còn không, còn không? Còn còn. Đây cả nhà nha, đây con tiếp theo nha cả nhà nha. Quá. Con này là sống xịn sò nha. Xịn sò nha cả nhà nha. Xịn sò nha. Trời quá sò luôn. Có một cái nữa nè. Hay quá đẹp ơi. Đủ ngồi luôn cả nhà ơi. Đủ thứ luôn rồi. Qua đây. Nằm dưới cái ổ chẳng này. Ở dưới chứ á. Vậy chứ anh vậy sình hơi là nó tràn trào vô à. Càng nữa nó sợ sình lắm. Đây 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 đây. Mini hả? Càng này mượn cái nhà nha, siêu to nha. Đó. Cái nhà thấy không, càng ngự ghê không, ghê không, cũng ghê không, con càng siêu to luôn nha cái nhà nha. Quá. Ua luôn. Không thấy chắc nằm đâu luôn. Đây 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 đây, cả nhà ơi, vô lụm lụm chân ấy, vô càng ngồi, càng ngồi, càng ngồi. Càng ngồi, càng ngồi, càng ngồi. Ăn chưa, ăn chưa? Rồi. Quá thể, quá thể con càng rồi, quá cả nhà ơi, quá thể con càng thấy càng càng không cả nhà. Quá, thứ chập càng. Viết chưa, viết chưa? Quá viết cả nhà ơi. Bỏ vô son luôn. Wow. Quá là xịn sò luôn.
Nó ép mày ghê ghê nè. Cú rút. Ép mày bụi không luôn. Không kể người táo luôn. Vậy là cái đè này nhiều lắm rồi. Bụi không luôn. Bự không? Bự. Siêu khủng, siêu khủng. Ây da. Quá rồi. Con nhậu, con càng nè. Ây da, kèm mà. Kèm mà, cả nhà thấy không? Con càng thấy không? Em thừa lùi luôn cái cả nhà nha. Thà, càng tự nhiên nha, chứ không phải là càng luôn nha. À, tự nhiên nha các bạn. Ây da, trời. Nên nó hơi bị đen cái màu này, màu nước. Thôi lần giờ mình lốt luôn đó nha. Thấy vậy chứ tôm nó chắc đó. Bao ngon luôn. Tôm này là thiên nhiên chánh công. Nó mới được lựa được đó à. Quá rồi. Trời ơi. Hai con luôn nha cả nhà nha. Hai ta hai con luôn. Hai con luôn nha. Vô cả nhà nha. Hai ta hai con luôn nha, càng nha. Buổi sáng anh em thật hên quá các bạn ơi. Hai ta hai con nha. Vô phòng luôn cả nhà ơi. Bữa sáng này hai anh em quá là hên luôn các bạn ơi. Quá rồi, sắp đầy thầu rồi. Vô các bạn ơi. Tiếp theo cả nhà nha, Wow. Cắn rồi. Quá trời ơi. Có chứ. Nè, quay thấy hình con trời ơi. Wow. Cái gì mà quay cái hình chim trời. Ồ, càng các bạn ơi. Quá khứ rồi. Có tiếp diện xuống các bạn ơi, tiếp diện xuống rồi. Rồi. Cái cá hết con rồi. Vô cả nhà. Vô. Một xô nó không có. Một lịch này chắc không. Không thôi. Ê con cá rồi, gỡ con cá. Cá luôn nha cả nhà nha. Vừa. Không biết anh hai mà vừa. Hên đâu chứ nãy giờ mình là dữ lắm rồi. Vừa văng lưới vừa con cá vừa có cá luôn cả nhà nha. Cái gì? Nó cặn kìa. Rồi trời ơi, vừa bỏ tay xuống lụm. Trời ơi. Đưa cho hai coi kìa, để hên nó nhắc lại. Nè, quay ra cả cánh này chụp hình nè coi. Trời ơi. Khủng khiếp rồi con này. Khủng khiếp rồi cả nhà. Ê, kẹp nó. Qua con này khủng khiếp các bạn ơi. Trời ơi, con này khủng khiếp các bạn ơi. Rồi. Quá, wow, con này khủng khiếp rồi. Bỏ vô xô luôn. Một xô rồi. Để nhảy ra không? Không. Để ta lướt nhẹ nha. Má đụng dưới cái lỗ hai. Má cá. Nhẹ bắt nó. Rồi rồi đụng nó là bắt liền, cứng liền. Đụng cái lỗ. Không có gì. Đụng dưới cái lỗ. Tao bỏ đồ cũng dẫn luôn mày. Bỏ đồ gì vậy? Tao chẳng có lé nhóc rồi. Trời ơi. Kìa. Má làm cái hàm vậy. Một con nữa nha cả nhà, quay ra coi. Một coi. Một con nữa nha cả nhà nha, xích vô coi. Thử, ông quánh tao né sao bây giờ đâu. Có ông đâu. Ai cắn rồi. Đẹp quá ai. Ê trời ơi nó kẹt. Nó chết nhỏ luôn quá, kẹt đủ thứ trên trời nha. Rồi. Rồi. Thiêu một thành phần dưới. Còn Huy cứ càng cắn rồi cả nhà ơi. Con nhỏ rồi. Này xui. Trời ơi, nghỉ miêu nữa hay. Ê, dính con cá luôn nha, chạy rồi. Cái gì đây? Từ từ nó hai lùa hết rồi nữa, nó làm cái nước nó đổ á. Quậy lát lên. Lên gì nữa, bắt chặn qua thôi, dư gan rồi, chặn 2kg rồi. Chịu hay trắng hàng, 2kg rồi đó. Có 1kg đấy. Bắt nhiều đi. Đợi vô trong cái bờ kè trước. Trời ơi, lên hàng nữa rồi trắng ơi, trời ơi. Trời ơi, con này nó đói hết mọi rồi. Lên hàng đây cả nhà nha, con tiếp theo cả nhà nha. Qua thôi, kẹt mở rồi, trời ơi nó kẹt. Lũng gà luôn rồi ơi. Lũng gà luôn thịt. Quá ơi. Thấy dính nào chứ, dính con nó nhẹ xíu đi. À chưa, từ đó phải bắt hơi, bắt nhịp. Giờ nãy thì ta chưa có bắt được hơi đó, nhịp nó rồi. Nhịp rồi nó mới lên. Có con nào đụng đít đâu vậy? Đây. Cái gì đó, nó dốc đâu. Cái gì hổm nè, tao tưởng nó không có, tao không đi qua. Trời ơi, nè. Trời ơi, cái nhà ở con càng là cái nhà ơi, hết nói rồi cả nhà ơi.
quá đỉnh rồi, quá đỉnh rồi, quá cạc sào rồi. Bắt bỏ vô đi. Hả? Kẹt lại, kẹt lại. Bắt gì? Dính con dây này nè, dính con dây vô tay không được. Con dây nào? Hả? Trời, dính mình xuống á. Dính. Thì đúng rồi. Hai bỏ làm sao vậy hai? Hai bỏ liền liền tay á, đừng có xa có gì nó nhảy lại bắt được nữa. Mẹ quẹt má có lỗ sàn nó vô mé chứ. Ủa, chưa vé đổi đầu bắt với thịt. Đây nữa nè. Trời ơi, chẳng ơi, chẳng ơi. Dường lúa nè cả nhà ơi. Con này ngon nha, con này càng nhỏ nha cả nhà. Con này là ôm trứng nè. Chứ con này con không có trứng, con này càng nhỏ nha nhưng mà rất ngon nha cả nhà nha. Chắc lắm. Chắc hơn con càng bự nữa đó. Lật lên mất cá vậy trời. Cà nó vậy gì. Càng cà quá này luôn, hay không có vô chặt nó bún đi. Tiêu luôn này. Cà quá luôn đây nè. Ừ, càng cuộn trẻ luôn, trắng luôn. Có không mày? Có. Đây nè, đây còn càng nhỏ. Sao tao không dính nè, càng nhỏ là cái nhà nha. Nè cái nhà, đó, càng nhỏ là cái nhà. Nè, chắc cầu đi, bỏ vô. Anh chưa cảm nhận được nó. Anh chưa có tâm của nó rồi. Anh cảm nhận được nó đi rồi, bắt đầu anh mới bắt nó xê. Cái nãy giờ xuống bắt không. Đây thành quả anh em mình bắt nãy giờ đây cả nhà nha. Dữ lắm cả nhà ơi, quá vía rồi. Đổ ra cây ní. Đó, cả nhà thấy không? Chưa. Wow, quá trời cả nhà ơi. Biết chưa? Bây giờ mình xịt nó nghe cả nhà ha. Quá trời. Tôm là tôm tự nhiên cả nhà nha, cả nhà thấy không? Tôm ngon không? Quá vip. Đây nè. Quá ngon cả nhà ơi. Ở đâu mà ra này vậy? Đây. Quá đẹp. Ngon lắm nha cả nhà nha. Tôm là tôm xong nha cả nhà nha. Con ghẹ nha cả nhà, con ghẹ. Con nó ngon lắm cả nhà. Đây. Sau một tiếng hồi thì thằng đệ mình là nó nướng gì vậy nè cả nhà. Đó, ngon lành cành đào cả nhà nha. Cái này luộc nước dừa các bạn ơi. Hết bài. Con này là cái con ghẹ mà cả nhà nha. Cực kỳ ngon luôn nha. Quê mình con này nè có gạch nhiều lắm nha cả nhà nha. Đây, tôm là cũng sắp chín rồi cả nhà ơi. Tôm này tại nó bự quá rồi, nướng lâu các bạn ơi, chứ đúng ra tôm ta nhỏ, ta nãy giờ đạt nó tiêu rồi. Cũng quá bự. Cả nhà gạch ghê hồn không? Bá đạo luôn. Quá ngon cả nhà ơi. Con này ăn bốc mới ngon chứ. Còn thằng đệ mình bên đây là lột con tôm cả nhà. Ăn đi rồi đi lấy. Đây. Hấp đi, hấp đó. Gạch ngon ghê không? Nha. Đúng tôm sông rồi cả nhà. Nha, à, các bạn. Gạch dữ lắm rồi các bạn ơi. Trời ơi trời. Cái món này nó ngon nè. Ô gạch cho cả nhà ơi. Đồ tươi luôn. Dứt. Chấm cho đất nữa trời ơi. Quất. Đây, tụt rồi. Ăn này cái nắp hay nhất ghê đó. Ê, cái nhà nha, anh hai mình đang lộn con tôm nha. Trời ơi, camera là đâu có ăn được. Kì mấy cameraman quay thẳng cho các bạn. Mình quay vô đây, cầm cái chén lên đi à. Dạ, là phải lên xòi nha các bạn. Ui, quá nóng rồi. Trường thể luôn mà. Ngồi quá thứ. Thứ này còn gì của nữa. Nè, ngon thế. Nè, vô ra vô đây nha. Dứt nè. Chấm cho. Ôi, cắn cái nó hoàm mỏ nó mới sướng á. Rồi ăn đi.